Anh trai mình nha, theo yêu cầu của anh thì lên sóng cho anh nè. Máy 1.2 2018, xe gia đình. Chắc xe đẹp lắm anh em nha, mua về sẵn đi và đăng kiểm mới luôn. Tới cuối năm 2025 anh em mình mua về, trời ơi, chạy thêm 2 năm trời nó mới đăng kiểm, sướng không? Lời được cái chỗ đó đó. Xe đẹp quá trời luôn, nguyên dàn ghế nỉ luôn anh em nha. Nè, nguyên dàn ghế nỉ luôn mà ghế Heyer tí xíu mà em cho giặt lại anh em nha. Đúng xe gia đình, không taxi, không dịch vụ anh chị nha. Có 186 cành thôi. 186 cành em mình đã có xì bắt 2018 bản đủ mẫu mới. Đó. Anh em nhìn vô lăng đẹp không? Vô lăng green nè. Cái này là không phải anh em thấy chốc chốc vậy là xấu đâu nha, nhưng mà nó là sơn green đó nha. Còn anh em nào thích em sơn tặng cho, sơn mới nguyên vô lăng luôn. Sơn mới 3 cái miếng này cũng được thôi, nhưng mà em thích để chất green. Đó. ABS ở túi khí hay túi khí chưa ABS anh em mẫu này không có nha. Mẫu này là mẫu bản chung. Bây giờ cái mẫu bản đủ á, cái mẫu bản đủ nó có ABS, mẫu bản chung. Cho nên để cái giá anh em mình cực kỳ rẻ luôn. Mẫu mới nè, ha, phô mới đẹp không? Có 186 thôi, bao dùng, bao xài, bao chải, bao chén, bao quay đầu, bao gia đình luôn. Đó, anh em về đi ngay nha. Đăng kiểm tới tháng 12 2025. Quá đã luôn, quá xuất sắc mùa thu luôn. Đây, tháng 12 2015 anh em nha. Đó. Quá chất lượng luôn. Anh em quan tâm liên hệ cho em qua số 0866 6789 71 hoặc 0834 3333 71 nha. Đó, có xem là có bớt nha. Xe này sơn green còn khoảng 90% anh chị nha. Rồi ok, anh em nào quan tâm liên hệ cho em qua, đừng quên bấm follow kênh để cập nhật nhiều video hơn nha anh em nha.